Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là Denso của xe Suzuki 550kg. Với cái dòng Denso này thì nó sẽ phân ra làm hai loại. Một loại là Denso của dòng chạy chế hỏa khí, một dòng là chạy kim phun. Ngày hôm nay, cái mẫu ngày hôm nay em gửi tới anh em là dòng sản phẩm chạy kim phun anh em nhé. Mỗi một sản phẩm thì sẽ được đóng gói trong một chiếc bao túi ni lông như này. Bởi vì sao lại như thế? Bởi vì để giúp cho gọi là tại vì khí hậu của Việt Nam ta nó là khí hậu nhiệt đới, nên để ngoài thì theo thời gian nó sẽ bị xỉn đó, chứ còn nó không hề ảnh hưởng đến chất lượng gì của sản phẩm anh em nhé. Và tất cả các cái sản phẩm này thì bên em đặt trực tiếp tại nhà máy, nên là đã được test rất là cẩn thận trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Đó thì em sẽ giới thiệu sơ qua tới anh em về các cái bộ phận của nó. Phần trên nó chính là cái phần lắp của Denso, hay còn gọi là lắp chia điện. Ở phần trong thì có các con quay, và đây chính là cái trục, tức là cái đầu sâu ra để chúng ta hay gọi là sâu của con Denso đấy ạ. Thì vừa rồi em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái mẫu sản phẩm, đó chính là cái Denso, hay còn gọi là cái chia điện của xe Suzuki 550kg. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ thay thế lắp đặt tại Garauto BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh. Số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.